thân mến. Em tên là Đinh Lê Kim Ngân. Em học lớp 4A, trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các bạn đã bao giờ có một chuyến đi chơi một mình chưa? Để chúng ta có thể quan sát mọi thứ xung quanh và có những trải nghiệm thú vị nhất. Mình cũng mơ ước có một chuyến đi chơi như thế. Nhưng có lẽ vì mình còn quá nhỏ nên vẫn chưa có trải nghiệm này. Nhưng có một chú dế đã làm được việc ấy. Đó chính là chú dế mèn trong truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của tác giả Tô Hoài. Vậy tác giả Tô Hoài là ai? Tác giả Tô Hoài, ông là một trong những nhà văn lớn của Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Sang. Ông được sinh ra ở Từ Liêm, Hà Nội. Những tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể đến là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, O Chuột, Quê Người, Nhà Nghèo, Miền Tây và Các Bụi Chân Ai, v.v. Nhưng có lẽ đặc biệt và nổi tiếng nhất vẫn là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, đang đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước và đã được dịch ra 15 thứ tiếng như Nga, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, v.v. và đã xác lập kỷ lục tác phẩm học Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Vậy tại sao Dế Mèn Phiêu Lưu Ký lại nổi tiếng thế này? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Mèn là em út trong một gia đình có ba anh em. Mèn chỉ sống với mẹ được 2 hôm. Sang hôm thứ 3, mẹ của Mèn đã dắt ba anh em ra ở riêng để không phải lệ thuộc vào bất kỳ ai. Cậy mình là nhân giới cường tráng, Mèn dương dương tự đặt cho mình là mạnh nhất. Và đã trải được và đã làm nên một chuyện mà chú phải ân hận suốt cả cuộc đời. Đó chính là trêu chọc chị Cấp, rồi ngay ra cái chết của Dế Cấp. Bài học thứ hai mà mẹ phải trải qua đó chính là bị bấy xí tóc cắt mất đi 2 sợi râu quần áo, mà mẹ mới tỉnh ngộ thế nào là lòng nhân ái và cái giá phải trả cho sự ngông nghênh của mình. Từ đó mẹ quyết chí đi chu du thiên hạ. Chí hướng của mẹ càng được củng cố sau khi chú làm việc có ích đầu tiên trong cuộc đời. Đó chính là cứu giúp chị nhà trò thoát khỏi lũ nhện hung hăng. Hơn hết, chú còn được sự ủng hộ hết lòng của mẹ kính yêu. Và kết giao được với người bạn tri kỷ của mình, đó chính là Dế Chuỗi. Từ đây, cuộc đời của mẹ rẽ lối sang một trang hoàn toàn mới mẻ. Các bạn có muốn khám phá tiếp không nào? Mèn đã trải qua những cuộc phiêu lưu vào thế giới các loài vật, vượt qua cờ mạc, nhau lên rủi ro, biến cố. Nhưng từng bước mèn vươn lên, tự điều chỉnh, tự nhận thức đã trở thành một con người giàu lý tưởng và ham hiểu biết với bản lĩnh của một chàng trai. Chúng ta sẽ được lạc vào thế giới gần gũi, thân thương với toàn những con vật gắn chặt với đời sống không quê dân dã như bác sĩ tóc, võ sĩ bọ ngựa, châu chấu voi, ếch cơm, chuồn chuồn, vân vân. Trước hết, mèn đến với vương quốc đầm lầy của đại vương ếch cơm và thầy đồ cấp. Cư dân ở đây bằng lòng với cuộc sống trong bùn lầy nước động. Họ tự thỏa mãn với cuộc sống đói nghèo và khép kín ấy. Thế mà, chỉ vì sự nghịch ác và coi thường xung quanh mà mèn và chuỗi suýt bỏ mạng ở cái xứ này. Khi bị cơm ăn, nào là các loại cá, ếch, nhái, cua đuối, đuổi đánh. Đây quá thật là một tình thế vô cùng nguy cấp. Vì lẽ gì mà mèn và chuỗi lại thoát được nhỉ? Làng cỏ mây, vương quốc của loài côn trùng có cánh. Làng cao ráo, sáng sủa và đầy ánh sáng. Cư dân ở đây vô cùng cởi mở và hiếu khách, giàu tinh thần thượng võ, luôn mơ ước về một cuộc sống hòa bình, muôn loài thương yêu, giao lưu các bạn với nhau. Tại đây, mèn và chuỗi không những được tiếp đón nồng nhiệt mà còn được kết giao với những bạn vô cùng tốt bụng và được chí hướng. Họ hàng nhà Kiến tuy là bé nhỏ nhưng lại vô cùng cần cù, siêng năng, chăm chỉ xây đắp thành lũy kiên cố nhằm chống lại mọi kẻ thù xâm phạm. Nhưng lại rất hiếu khách, sẵn sàng mở rộng cửa đón những người bạn tốt bụng. Nhờ loài kiến mà loài hệt
nên biết mình biết ta, nên có thái độ đúng đắn. Đặc biệt khi có lỗi phải biết ăn năn hối hận và nhận những khuyết điểm của mình trong cuộc sống. Trước khi làm nên suy nghĩ kỹ, đừng để làm rồi hối hận. Gặp người yếu nên ra tay giúp đỡ. Cảm ơn quý thầy cô, quý bạn đọc và các học sinh đã lắng nghe phần giới thiệu sách của mình. Phần giới thiệu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc thầy cô và các bạn có thật nhiều sức khỏe và có những trải nghiệm thú vị khi đọc quyển truyện Giới Mạng Phiêu Lưu Ký. Hẹn gặp lại mọi người vào lần giới thiệu sách lần sau.